Thưa quý vị, kim ấn và kim sách triều thời Nguyễn là những bảo vật hoàng cung độc bản vô cùng quý giá, khẳng định giá trị văn vật văn hiến của quốc gia trong một giai đoạn lịch sử. Kể từ khi triều Nguyễn kết thúc vai trò của mình vào năm 1945, một số kim ấn, kim sách mới có dịp quay trở lại cố hương, ra mắt công chúng và du khách nhân dịp Festival Huế 2016 qua triển lãm Bảo vật hoàng cung, kim ấn và kim sách thời Nguyễn. Vâng, và như vậy là phải hơn 70 năm sau, đây là lần đầu tiên các bảo vật được đưa trở lại với cố đô Huế, mảnh đất mà các hiện vật đã từng thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Cuốn Bạc Mã Bàn, hai cuốn bằng vàng rồng. Chiếc kim ấn hoàng đế Tôn Thân Chi Bảo được đúc bằng vàng vào năm Minh Mạng thứ 8 năm 1827. Ấn nặng gần 9 kg. Ba cuốn kim sách, trong đó hai cuốn làm bằng vàng, có niên đại vào năm Gia Long thứ 5 1806 và niên đại Minh Mạng thứ 21 1840. Riêng cuốn kim sách thứ 3 làm từ chất liệu bạc mạ vàng, niên đại năm Minh Mạng thứ 11 1830. Đây là những bảo vật thuộc sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bởi khi triều Nguyễn kết thúc vai trò của mình trong lịch sử vào năm 1945, hầu hết các kim ấn và các kim sách cùng nhiều hiện vật quý của triều đình được di chuyển ra Hà Nội để đảm bảo an toàn tối đa trong hoàn cảnh chiến tranh. Trong suốt 143 năm tồn tại, triều Nguyễn đã cho chế tác và đưa vào sử dụng hơn 100 kim ấn bằng vàng và bằng ngọc dùng trong hoạt động hành chính của triều đình. Từ sau khi cách mạng thành công, thì chính phủ đã đưa ra để mà cất giữ an toàn tại thủ đô Hà Nội đó, thì không còn người Huế không còn được thấy nữa. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng mỗi hiện vật là một cái độc bản, không có cái thứ hai. Thứ hai nữa, chất liệu thì đó là quý nhất là vì làm bằng vàng. Và thứ ba thì trên đó cái nghề chạm khắc vàng của chúng ta thời đó quá tinh xảo. Bên cạnh đó, kim sách triều Nguyễn là một loại thư tịch cổ đặc biệt được làm từ kim loại quý vàng, dùng để ghi lại những sự kiện trọng đại của triều đình dành cho hoàng đế hoặc hoàng hậu. Lời sách do đích thân các hoàng đế hoặc các đại thần biên soạn. Theo kế hoạch của chúng tôi phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, thì đến tháng 9 này, khi mà đưa cái sưu tập bảo vật hoàng cung, những cái sưu tập đặc biệt của triều Nguyễn ra trưng bày, thì chúng tôi sẽ phối hợp để xuất bản một cuốn sách để có thể giới thiệu một cách tường tận hơn những cái giá trị đặc biệt của các cái bảo vật này. Tôi cho rằng đây là cái đã đến lúc mà chúng ta có cơ hội để giới thiệu với bạn bè, với thế giới những cái giá trị rất đặc biệt trong cái kho tàng di sản quý báu của cha ông chúng ta. Những bảo kim ấn và kim sách thời Nguyễn được giới thiệu nhằm tạo cơ hội giúp công chúng tiếp cận, thưởng lãm và tìm hiểu về sưu tập hiện vật đặc biệt này. Đồng thời tiếp tục khẳng định những giá trị di sản Huế xưa mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.